Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé đến nhà bé Phát bệnh viêm màng não đó cả nhà ơi. Thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Và cha mất trong mùa dịch Covid cũng như là bé phát bệnh viêm màng não. Hiện tại là nằm liệt một chỗ đó quý vị. Và ngày hôm nay em được nhận được một số tiền của chị Hoa và chị Quế ở bên Mỹ gửi 200 đô. Và anh chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ có gửi về 2 triệu. Là tổng cộng ngày hôm nay em trao 6 triệu 6 nha cả nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem video clip ạ. Khổ quá anh. Bởi vì gần Tết nhất rồi mà đi tình trạng bệnh hoạn gì hoài riết chết. Cô tâm nhắc hoài. Mày nói của Trang đi. Cho em miếng nước đi. Dạ cho em miếng nước kìa. Cho ăn gói cuốn chưa? Đó, ăn nữa hả? Nó nói thiệt với con hả là nó ăn con mừng mấy ngày nay cô trắng chăm sóc cho nó. Mà tội nghiệp sao mà nó không đi được hai cái chân nó tức quá trời. Đòi ăn lì lì à. Cô với thằng này quăng quật nó từ sáng đến chiều, từ sáng đến chiều. Con nó hôm nay muốn bệnh. Giờ nó đỡ hơn chưa con? Nó đỡ mập mạc hơn thôi. Nó đỡ hơn nhiều rồi nhưng mà bệnh cũng vẫn cảm mắt của nó thì chưa có thấy được. Với lại nó điếc nó cũng không nghe được. Bởi vì là ăn xong rồi hả? Vậy là ăn xong rồi hả? Ừ. Ăn rồi. Nằm im đi, để lát rồi mua cho ăn. Mà có nghe đâu, khổ quá trời thiệt. Liếc nghe không? Liếc. Bữa nay đeo cho khoen nó hả? Dạ đó. Nó thích vậy hả? Thích vậy. Gì đó. Nó thích đeo gì đó. À lật đặt cô lên cho mua bông giả cho bà chị. Nó giống như hả? Giống như vậy. Đâu bông nó có mấy chục ngàn à. Trời, cho đeo vậy cho vui chứ nó có biết lại gì đâu. Cô ơi, từ bữa giờ bé phát bệnh tới giờ là khoảng bao lâu rồi cô? Được cũng này cũng ba bốn tháng hả? Bốn tháng, bốn năm tháng á. Từ tháng năm. Tháng tám. Tháng tám đến giờ. Ba. Nay tháng 12, bốn năm tháng rồi. Bốn năm tháng có. Tháng tám đến giờ. Đó là giờ cái cổ nó nhúc nhích được chưa ạ? Đỡ rồi em, đỡ hơn chút rồi chứ cũng chưa nhúc nhích được lắm. Chứ thì cái bệnh này giờ cứ nằm vậy qua năm suốt tháng vậy hả? Từ từ cái não mà cho nó ăn uống thuốc nhà thường xuyên á là từ từ cái não của nó sẽ hồi phục lại từ từ thì nó không có còn bị viêm nữa thì cái cột của nó sẽ cột lên cột xuống là được. Hôm nay nó đỡ hơn nhiều nhiều lắm. Đó thở ra đó. Hôm nay đỡ hơn nhiều. Bữa giờ nó có nói chuyện gì không? Thì nó nói đó, mình nói à. Có nghe được gì chứ đâu. Nó không nghe được đâu. Nó nói theo cái cảm giác, thật cảm hứng của nó. Đấy là cái bị bệnh viêm màng não của bé đó. Thì giờ bữa hình như em được biết là bé biết bệnh là bé không thấy đường rồi hả? Nó biết luôn á, nó biết rồi. Nó nói buồn quá. Trời ơi, sao lấy cái mắt của con, trả mắt con đi. Con không có thấy đường gì hết trơn. Con không nghe được gì hết. Trả lại cả mắt cho con đi. Trả cả mắt lại cho con đi. Muốn nói là nó nói à. Muốn nói là nói à. Mà thiệt á em. Con ơi thiệt con nghĩ đi. Thiệt gần có cặp mắt mà như vậy thiệt á. Chúc em chúc mua cho. Rất là buồn. Cô đau lòng hoài à. Cô ngồi cô khóc hoài. Chúc mua cho. Mốt mà cô lỡ cái chăm chú già. Cô mất đi rồi không biết sao đây. Để trời phạt thương giác cho nó uống thuốc. Không có bỏ ngày nào gán nào phải chạy mua gần cả trăm ngàn từng thuốc. Thuốc gì cô? Thuốc tây, thuốc nam hay thuốc bắc? Tây. Cái thuốc đó 12.000 viên đó một ngày á. Một gì một ngày 12.000, một ngày là sáng mấy ngàn, sáng 3 viên, chiều 3 viên. Ý là 12.000 một viên nấm não của nó đó. Mà uống hết tới năm Tết nay, hết năm nay rồi, hơn năm sau mốt lại một ngày một viên. Hôm nay anh thấy ảnh quá trời đất. Hôm nay anh chẳng quay được chút xíu. Hôm nay thấy mập mạp hơn bữa ốm téo à. Năng. Rồi cô gái. Cho nó ăn không thì nhiêu cô đổ cho nó ăn không á. Thuốc men đồn dồn vô, thuốc não, thuốc mắt, thuốc đồ tùm lum hết. Nó ăn. Hôm nay thấy ảnh uống đau đừng chút xíu. Nè, thấy ảnh uống đau đừng. Nó giờ là nó bình thường là được chút xíu, được hơn chút xíu rồi nhưng mà có điều nó không thấy đường.
Không nghe thôi. Dạ con chào cô ạ. Cô chào con. Cô ơi, ngày hôm nay con có nhận một số tiền của các mạnh thường quân ở nước ngoài gửi về cho bé phát bệnh viêm màng não để chữa bệnh nha cô. Thì con có nhận được một số tiền của cô Hoa và cô Quế ở bên Mỹ có gửi về cho cô là 200 đô. Dạ. Là con đổi ra được 4,6 triệu rồi. Con dạ. Gửi cô 4,6 triệu. Cô cũng cảm ơn cô Hoa và cô Quế ở bên cô Mỹ. Hoa, cô Quế bên Mỹ giúp cho cô lúc khó khăn mà hoạn nạn cho cháu uống thuốc hàng ngày. Cô rất cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho cô lúc khó khăn, giờ cô không biết nói làm sao. Cô cảm ơn mấy cô rất nhiều. Lúc đang khó khăn mà cô giúp vậy thì cô cho cháu, mong cho cháu hết bệnh, uống thuốc hết bệnh, mắt sáng lợi. Cô có cho em ăn nữa không vậy? À, cô cũng chúc cho cô Thảo, cô gì? Cô Quế. Cô Quế. Cô Ho với cô Quế. Cô Hoa, cô Quế chúc ăn sinh nhật vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Noel với sinh nhật gì? À Noel, cô chúc Noel ăn Noel vui vẻ. Dạ. Dạ cô không nói gì, không biết nói gì thì cô, các cô cũng thông cảm cho cô. Dạ con cảm ơn cô Hoa là cô ấy giúp đỡ cho gia đình con 200 đô để có thêm điều kiện mua thuốc chữa trị cho em con. Và con cũng có nhận được một số tiền của anh chị Việt Kiều ở Mỹ cũng có gửi cho bé Phát 2 triệu ạ. À. Con dạ. Gửi 2 triệu ạ. À. Dạ, tên gì đó nha? À, giáo tên anh chị Việt Kiều ở Mỹ. Dạ, cảm ơn anh chị Việt Kiều ở Mỹ được rồi. Cô cũng cảm ơn anh chị Việt Kiều ở Mỹ cũng giúp đỡ cho cháu luôn, khó khăn thì cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng ăn sinh nhật vui vẻ. Dạ. Yeah. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh nhật. Dạ. Cho biết cô bị khùng. Dạ, em cũng chúc anh chị bên Mỹ, cảm ơn anh chị bên Mỹ. Mà nó phụ tao mày với tật đâu nó khùng khùng luôn. Chúc anh chị giáng sinh vui vẻ. Dạ, thì tổng cộng ngày hôm nay con trao cho bé Phát là 6,6 triệu á cô. Dạ, rồi, dạ. Cảm ơn cô. Dạ, em cũng cảm ơn chị Hoa, chị Quế ở bên Mỹ cũng như là anh chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ đã ủng hộ cho bé Phát chữa bệnh. Cũng nhân dịp Giáng sinh thì chúc anh chị Giáng sinh an lành, vui vẻ bên gia đình người thân ạ. Ngày hôm nay cũng là gần cuối năm rồi hả cô? Dạ. Thì cô có mong ước gì cho cuộc sống sang năm mới như thế nào không cô ạ? Cô mong muốn gì mà cô mong muốn sao cho cháu nó được lành mặt, mắt nó sáng lại, rồi nó thấy đường để nó đi lại như mọi người, với lại giống như mọi người mình vậy nè, đi tới đi lui lại làm ăn kiếm tiền để nuôi mẹ rồi cha, chứ cô chỉ mong như đó thôi. Chứ giờ Tết nhất thì cô cũng không muốn ăn Tết tí gì trơn, buồn quá à. Chú mới mất rồi, trong này nó nằm liệt đây đuôi mắt không thấy đường, cô rất là buồn. Gặp cô thì đau yếu, còn bị hoạn, bệnh hoạn hoài. Dạ. Nên cô mong muốn vậy thôi, chứ giờ cô cũng mong muốn vậy chứ. Dạ. Biết sao cho cháu lành lại thấy hai con mắt. Má, cháu đi lại. Ừ. Cô chỉ mong vậy thôi à. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Dạ. Lại đi chưa được ha. Hôm bữa tự động ngồi vậy bộ. Ngồi đã té xuống. Ngồi vậy xong té. Tội ghê luôn á. Ngồi giờ nhích cái đầu lên được không? Đâu với mày dở đầu lên coi. Dở nè. Đó. Cứng rồi vậy hả? Cứng tới đây vậy thôi à. Nhưng mà bác sĩ nói uống thuốc từ từ cũng phải cả năm trời. Nhưng mà cái thuốc đó là mua theo toa của bác sĩ hay là sao? Toa bác sĩ cho đó. Chứ thuốc đó đâu có được uống bậy. Uống bậy bạ được, đâu được đâu, nó nóng lắm. Khổ lắm con ơi, trời ơi thiệt á, có một người bệnh còn hơn á. Không ai đi làm ăn gì được, khổ quá trời thiệt. Cô nói thiệt á, giấy trời mẹ ơi, mẹ thương mẹ cứu cho con mắt sáng lợi thiệt á. Mẹ đâu anh? Đây nè. Dạ. Đây từ từ nè, đây nè. Dạ, ở chứ kìa. Chỉ khiều khiều nó thôi thì nó cảm nhận được. Mẹ người cứu hả? Từ từ cho con ăn. Từ từ em ngồi ở đây nè. Từ từ rồi cho con ăn. Ăn mấy cuốn? 5 cuốn ha. 5 cuốn hả? 5 cuốn hả? 5 cuốn hay 10 cuốn? Cái gì vậy? Ăn 5 cuốn hay 10 cuốn? Là gì vậy?
lúc nó hiểu lúc nó không. Đòi ăn ly lị. Thằng cô bữa giờ có đi phụ gì để làm kiếm tiền không cô? Thì người ta kêu cầu gió, cô cầu gió, gió kêu ủi đồ, thợ ủi đồ kiếm được mấy chục ngàn. Cạo gió là khi nào mệt mới cạo hả? Người ta bệnh mới kêu cô cầu gió. Là bệnh gì mà cạo? Cảm hả con? Cảm. Cảm. Người ta nhức mình, nhức mẩy rồi đó. Nhức cổ có cạo được không? Được. Con có cạo không? Cô cạo chưa? Con có nhức sau đây nè. Đây, ngồi đây cô cạo luôn chưa? Thôi, tí nữa đây con đang quay. Cô cạo chưa? Cô cạo là hết hả? Cô có tay phục vụ lắm. Thiệt mà, cô làm mà. Nhiều khi mà người ta cho tiền cho không cho thôi, chứ cô cũng có đổi gì. Có tiền thì để sự sống như thằng này thôi chứ. Ăn nó uống chứ con với nhịn nó không chịu nổi đâu. Nó la ghê lắm á. Lúc trước không biết, nó không biết đồ ăn là gì luôn á. Đồ nó về mà cũng ốm, nhìn nó thì nó nằm nhà thương mấy lần luôn á. Nó ốm mà con không thể nào con tưởng tượng, con nhìn là con đớt mắt không á. Dạ. Ủa bữa thấy di ảnh của chồng cô ở đâu rồi? Đâu có chùa hả? Không. Để trên đây nè. Đưa lên gác rồi. À đưa lên gác hả? Tại vì để đây đụng đầu hoài nè. Kệ con à. Con bước lên con thấy mày trên chỉnh á. Từ từ để tới mua cho. Đưa chú lên gác đó, bước lên đây nè. Đội đầu hoài rồi ngồi lên trên đít khu lên đầu cổ. Mà mẹ. Sáng giờ ăn gì rồi mà sao đòi ăn hoài vậy? Đòi ăn ly lị à. Bánh tâm bì, rồi gỏi cuốn, rồi cơm tắm, rồi trời. Gỏi cuốn xong rồi đó, đòi tiếp, ăn tầm lưng. Rồi ôi, mà con biết tiền không chứ nó ăn còn chịu không nổi đâu con ơi. Nó quậy hả? Nó quậy là... Nó không quậy gì mà nó la. Nó la hoài luôn á. Sắm cho em ăn, sắm cho em ăn, sắm cho con ăn. Ừ. Nè, cho nó ăn đi. Nó nè. Nó đó là bầu viên á. Nó không ăn nữa. Nó nhả ra nè nha. Rồi đó, đó, nó ăn nữa. Đó, nhấp cái gì vậy? Bảo viên. Trời ơi. Đó, khôn mà biết luôn hả? À, cho nên nó biết á. Nó biết cái này hoài vậy. Ăn cái này hoài vậy. Khó chịu. Nó không có ăn nữa mà. Kìa, thương lại thăm con kìa. Không ăn nữa mà nuốt cũng hết. À, lỡ đút họng rồi sao giờ, đút họng sao con? Lỡ đút họng rồi nó phải ăn nè. Không, không dám đâu, anh mà đút lát nữa là nó phun ra đó. Nó mẹ, mấy rài ba sao rồi mẹ. Mà mình nói nó có nghe được gì đâu. Mẹ, mấy rài ba sao rồi. Lâu nhớ gì nó nói đó. À, nó nhớ gì nó nói vậy rồi. Rồi ba sao rồi, giờ ba khỏe chưa Tần Hiệp ba? Năm cuốn hay 10 cuốn. Ba bị ô thương xương á, cái chân ba hả? 10 cuốn đi. Ôm như mẹ nhắc nè. Mẹ lo gán chạy thuốc nam cho ba đi. Mà mình nó nói vậy chi mình có nói nó có nghe được gì đâu. Năm cuốn hay 10 cuốn? Năm cuốn hay 10 cuốn? Hả? 10 cuốn hả? 10 cuốn rồi hả? 10 cuốn. Ăn gì hết tới 10 cuốn không ba? Ăn hết luôn. Ai đừng xạo. Rồi, không chứ không, vậy chứ 10 cuốn ăn hết. Trời ơi, làm cái gì vậy trời? Im đi mà một lát người ta mới bán. Giờ này mới có 3 giờ sáng à, ai mà bán. Có đòi ăn gì không? 5 cuốn nha. 5 cuốn nha. Tâm mày đếm mày nói 3 giờ coi thử coi nó biết không? Nó giờ này có 3 giờ sáng à. Nó không biết. Nói chuyện nó mệt lắm. Trả lời nó mệt lắm. Trả lời nó trả lời đứt bệnh luôn. Trả lời không biết trả lời sao nữa. Trả lời nó mệt lắm. Em coi nó hôm nay Long thể bất an rồi đó. Buồn quá. Yeah. Mình phải chọc nó. Đấy, anh đang quay rồi mình chọc nó la làng lên. Cô nói ba làm cái gì vậy trời. Sao mấy rày không thấy anh ghé. Nó chắc từ từ có lại thì anh mới ghé. Gần Tết nhất rồi đầu quá. Cô có chuẩn bị gì cho Tết nhất không cô? Trời ông Tết là sinh nhật không chuẩn bị gì luôn anh. Chuẩn bị gì hết chứ. Có gì đâu chuẩn bị, buồn muốn chết luôn chuẩn bị. Cô không muốn ăn Tết không biết gì thiệt á. Tết năm nay người bên kia nằm ngồi người nằm ở đây rồi đâu còn Tết.
sao mà chuẩn bị? Từ từ mày đặt cho rồi mua. Trời đất ơi. Không thấy không khí Tết gì. Đi rồi, đặt rồi. Để nói đặt mẹ rồi. Đặt rồi. Đặt rồi. Đó, đặt rồi đó. Thấy không? Đó, cái đòi ăn là vậy đó. Đòi khi nào mà đợt, có thôi à. Không có thường cái. Đó là mỗi lần ăn gì là nó nói hả? Ờ, mà mỗi lần muốn ăn gì thì nó nói. Nó biết nói. Nó nói nhưng mà anh phải mua đúng cái món đó nha. Chứ em mua món khác mà anh đưa vô cho nó là nó biết món khác liền. Nó không thấy nhưng mà nó cảm nhận được. Nó cảm nhận được. Nó thèm á, nó thèm là con mua chén ăn thì nó ăn liền. Ăn kiếp khoảng hơi bỏ qua quên lại quên mẹ mất tiêu rồi nó không nhớ vậy đó. Má uống gì đau bao tử quá. Đau quá. Tại con uống thuốc nhiều quá nên mới vậy. Uống thuốc nhiều. Ờ, tội nghiệp uống thuốc. Cho nó uống nước nhiều vô chứ. Hại bao tử. Tội nghiệp nó quá. Đó. Nói con bệnh gì con lúc đó nó nhớ là nó nói à. Dạ. Ừ, không làm được với mẹ thì mẹ cũng bệnh đau. Rồi ba cũng bệnh. Rồi con nằm về không làm được gì vậy. Đó cho mẹ. Trời đang kêu rồi. Con buồn quá. Trời ơi trời. Trả lại đôi mắt cho con đi. Con khổ. Con thấy đôi mắt mà không thấy đường là khổ. Rất là khổ. Không bằng cái gì mà có đôi mắt mà không thấy đường. Nói sao con tôi thui vậy. Nó không thấy gì hết trơn. Nói ba nằm đâu. Con không biết. Nó còn nói. Dưới chân nó nè, nó dưới chân nó đâu có nghe được gì đâu. Dạ. Buồn quá ơi trời. Trời ơi, đặt rồi. Nó có nghe được cái gì đâu mà bởi vì nó hoài nó cứ khổ ghê.